trong cuối cùng mở lại hả? Xúc động không? Những thông tin về việc 227.800 tỷ đồng phát triển ngành ngân hàng không đã khép lại bản tin tài chính chứng khoán sáng nay của công ty cổ phần chứng khoán Đồng Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thế thôi á? Ít quá à. Trong cuối cùng không thì như cái chữ không nó cuối cùng là sao? Em nãy em nói chuyện lời câu cuối cùng em do đọc đúng không? Ừ. Lắng nghe là đúng không? Ờ, chị cảm giác cái câu cuối đọc nó ổn không? Có chữ không bị ngắt ngắt đúng không? Tôi lại đấy. Lại đi. Câu giờ. Rồi, em đọc lại. Lại cho anh cái cơ hội ấn lần hai của nó. Qua những thông tin về việc 227.800 tỷ đồng phát triển ngân hàng không kết luận từ những khoa sách này. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Và xin được hẹn gặp lại vào bản tin sau. À, thế phải bỏ cái câu... Ngày mai. Ở bản tin à, đặt đấy phải cắt rồi. Bản tin sau là khi nào? Mình không biết khi nào. Thế thôi, chúc cuối tuần vui vẻ thôi. Đúng rồi. Hãy dành thời gian nghe và xin chúc quý vị cuối tuần đấy đó. Cuối tuần vui vẻ. Chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần gì đó. Chưa có ngày hẹn gặp lại đúng không? Những thông tin về việc hay như ăn bóng là chị Huyền nói. Đấy, không ạ. Những thông tin về việc 227.800 tỷ đồng phát triển ngành hàng không đã khép lại bản tin tài chính chứng khoán sáng nay của công ty cổ phần chứng khoán Đồng Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có những ngày cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn. Sao vậy? Rồi nào, bây giờ các thành viên chào tạm biệt nào. Bye bye, bản tin đã khép lại bản tin tài chính chứng khoán sáng nay. Thì có phiên bản mới mình sẽ được thông tin. Nhớ nhé. Em cố gắng hết mình này nha.